Xịn quá, tụi em không có tặng được. Rồi, cảm ơn nhé. Chúc sếp bạn vui tháng 11 vui vẻ. Để đây coi, có hoa gì đây, coi của ai đây. Đèn tên tên mà không biết bữa nay là ngày gì mà nhận đây, hoa em sẽ lấy ra dùm chị. Còn thêm một bó nữa mà chị cũng không biết của ai luôn. Hello, xin chào cả nhà, lại là bé Hạch Tiêu, cô gái Thái vui vẻ tí hon nè, và đây là... Hello, xin chào cả nhà, em là Tài Tí Tẹo. Ủa, anh bật mic cho em chưa? Bật rồi á. À. Thì hôm nay thì cả nhà thấy đây là gì à? Hai cái bó hoa, hôm nay là ngày gì? Hôm nay là ngày 20 tháng 11 đó cả nhà. Thì mấy nay bé Hạch Tiêu thì kiểu như là cũng bệnh nên là không có quay video nào cho cả nhà xem được. Thì hôm nay bé Hạch Tiêu và anh Tài Tí Tẹo sẽ quay video là đi tặng hoa cho anh Phủ nha. Anh đây. Phú là kiểu như cũng chỉ dạy tụi em á. Thì đây là tụi em cũng nhiều. Coi như là thầy đó cả nhà. Với anh Trung nữa, nhưng mà anh Trung thì không có qua công ty nên là chưa có tặng nha. Dạ. Thì hai tụi em sẽ vào nhà anh Phú. Nè, cả nhà thấy bông hoa này tươi giờ đó. Hoa không bao giờ héo nè cả nhà. Hoa thơm mộc đó. Do là bé Hạch Tiêu bệnh nên là đi mua hoa. Với lại cái chỗ đấy nó bán hoa không được đẹp ở cả nhà, nên là hai chị em cố gắng chọn được hai bó hoa. Hai bó hoa này nói chung là rất là ok luôn á nha. Ok hả? Ừ, anh thấy đẹp mà. Bé Hạch Tiêu thì từ trước tới giờ là cũng có nhiều thầy ở cả nhà. Thì có chị hai nữa nha, bé Hạch Tiêu cũng đã nhờ một anh ở bên kia là mua hoa tặng cho chị hai rồi. Còn anh Tài thì sao? Anh thì anh học cơ bản thì mỗi năm anh đều tặng cho thầy cô, kiểu không có nhiều, cũng là những cái bông hoa á, là những cái bông hoa thôi. Em có kỷ niệm nào đẹp mà tặng cái lễ 20 tháng 11 không, tặng cho thầy cô á? Không. Thầy cô nào mà em nhớ nhất chung á? Không. Không rồi. Anh thì chắc nhớ nhất là hồi đại học á. Năm lớp 10, 11 là có cô rất là thương anh. À, vậy hả? Em thì kỷ niệm á là như mình lên cấp 2, cấp 3 thì cũng bình thường á. Lúc mà cấp 1 á, tại vì tụi em thì ở vùng xa á. Ngày 20 tháng 11 thì đâu có hoa hòe gì tặng cho thầy cô đâu. Cứ ba mẹ cho tiền cái đi mua một gói kẹo cả nhà. Cái kẹo mà anh biết, cái kẹo mà nó có nhiều vị á, biết không? À biết, cái mùa đó mà. Ờ đúng rồi. Đi mua cái gói kẹo đó tặng cho thầy cô. Còn người thì đi hái hoa giải á, tặng cho thầy cô vậy đó. Ngày xưa anh thấy ở trên em á có mấy cái bé kết thành những cái dòng hoa, lượm mấy cái hoa giải ngoài đường á, kết thành dòng hoa đẹp quá trời luôn á. Ừ, đấy là ở bên Tây Bắc. Tây Bắc ở Hà Giang á. Mà cả nhà thấy mấy cái bé đó nhìn thấy nó tội sao ha, nhưng mà kết thành những cái dòng hoa đó là cũng kỹ thuật cao quá. Thôi thì bây giờ hai tụi em sẽ đi vô nhà anh Phú nha cả nhà. Đi. Giờ đi thôi, cởi lên chiến mã đi em ơi. Đây, nhà anh Phú sắp tới rồi nha cả nhà. Cái bàn ghế ở trước á. Đây. Nãy hai tụi em đi vào tới nhà anh Phú rồi, nhưng mà nghe tin là anh Phú xỉn đó cả nhà, nên là hai tụi em đã quyết định là sáng mai sẽ tặng lại cho anh Phú nha. Tại vì anh Phú cũng đi lễ nên là cũng uống hơi nhiều á cả nhà. Ai nói chứ. Đi xuống nè cả nhà. Anh Phú còn nhiều nên là kêu bạn thầy đi sẽ xuống. Anh Phú ơi. Gì vậy? Qua 20 tháng 10. Qua 20 tháng 11. Hôm qua tụi em vô nhà sếp mà sếp nhậu xỉn quá. Tụi em không có tặng được. Rồi, cảm ơn nhé. Chúc sếp bạn vui tháng 11 vui vẻ. Rất là bùng. Đây để em lượm cho. Hoa này hoa mua hay hoa làm đấy? Dạ. Hoa này là hoa mua. Hoa giả. Hoa này là hoa giả là giữ được
Cái này là cổ tài à? Dạ. Đúng rồi. Cái này của Tiêu à? Hai đứa tặng bó thôi cho nó tiết kiệm chứ. Thôi cảm ơn hai đứa nhiều nha. Dạ. Thôi chuyện này chẳng đi ăn gì nữa bù lại. Dạ thôi, xin thôi. Em mua hoa giả để chưng được lâu quá. À, vậy hả? Dạ. Không anh á. Hôm qua vô kiếm sếp mà sếp nấu xịn đó. Trời ơi, hôm qua vô tiếp bốn chi vàng luôn, xịn quá xịn câu luôn. Rồi, kết thúc video tại đây nha. Shipper nhận hoa nè. Hoa gì vậy anh ơi, có tốn tiền không ạ? À, vậy em cảm ơn nhé. Không biết ai tặng nữa đâu. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ. Đây là bó hoa cô chủ nhỏ nhận được từ anh shipper nha cả nhà. Cũng không biết là bó hoa gì luôn. Để đây coi. Bó hoa gì đây, coi của ai đây. Tèn 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 mà không biết bữa nay là ngày gì mà nhận đây hoa. Đây em sẽ lấy ra giùm chị. Còn thêm một bó nữa mà chị cũng không biết của ai luôn. Ủa? Đây nha. Có một bó là gì chị biết của ai đấy. Một bó là chị biết của ai hả? À, mà còn nghe nói là không biết thiệp. Cái thiệp không? Ê! Có cái thiệp. À. Đọc lớn rồi chị hai cho em nghe với. Đây có một tấm thiệp nha. Từ từ. Trời ơi. Bé Hạt Tiêu. Bé Hạt Tiêu chúc chị hai ngày lễ vui vẻ nha. Trời ơi, ngày lễ 20 tháng 11. Chị cảm ơn bé Hạt Tiêu rất là nhiều nha. Còn nhớ ngày 20 tháng 11 để tặng hoa. Tại vì cả nhà biết không, cô chủ nhỏ cũng dạy bé Hạt Tiêu học nghề. Nên, nên là bé nhớ nha. Ừ thôi. Đó, chị cảm ơn bé Hạt Tiêu nha. Trời ơi, gửi một lời chúc mừng tới chị là chị vui rồi. Tự nhiên đặt hoa, đặt ấy, đặt ơ nữa nè. Không, khoái thì khoái thiệt. Nhưng mà mất công tốn tiền á, chị là lời chúc thôi. Đây, bó hoa nè. Chị cảm ơn bé Hạt Tiêu nha. Dễ thương ha. Tặng em chi đi. Đấy thì tặng hoa cho anh Phú cũng đã xong rồi nha cả nhà. Tặng cho chị hai nữa. Em tặng chị hai nữa tại vì chị hai cũng là hay. Đúng rồi, cũng như là một người thầy của em cả nhà, một người chị, một người thầy á. Tại vì ta có câu gì? Một chữ gì? Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. À, chị hai là đẹp neo rồi, nói chung là một người thầy của em rất là kính mến luôn á. Mình phải nhớ công ơn của những người dạy dỗ mình đúng không? Cái này là chị hai giải bé Tiêu ra nghề luôn nha cả nhà. Bé Tiêu không có đi tặng quà cho chị hai được nên là bé Tiêu nó nhờ em gì chị hai mua hoa dùng á cả nhà. Có quay một đoạn chút xíu ở đó thì xem á. Lấy bé Tiêu đó để ở bên đầu video á. À, không có gần nhưng mà vẫn tặng qua được nha, vẫn quay video được nha. Em còn một sư phụ nữa nhưng mà em không biết nhờ ai tại vì em cũng không có quen ai ở đấy nên là chưa có tặng được. Khi nào á em sẽ dẫn anh Tài đi thăm sư phụ của em luôn ha. Cả nhà sư phụ làm clip đi thăm sư phụ với Tiêu không? Đi ra mắt người yêu với sư phụ. Thì nói chứ bây giờ thì video của bé Hạt Tiêu đến đây là kết thúc nha cả nhà. Nếu mà cả nhà cảm thấy video hay thì cho một like, một chia sẻ và một lượt đăng ký kênh nha cả nhà. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Bye bye, bye cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha.